Kính chào bà con. Tiếp tục ngày hôm nay, bản tin kinh tế nông nghiệp cập nhật nhiều thông tin vui về giá nông sản. Các mô hình sản xuất gần gũi có lời như là nuôi gà, nuôi vịt vẫn có thể trở thành tỷ phú. Mời bà con điểm qua thông tin hôm nay. Nông dân Hậu Giang thu hoạch lúa thu đông, bán được giá cao, tiếp tục có lời. Trồng dưa leo, sau hơn một tháng trồng, bán thu 10 triệu đồng một công. Trong khi nhiều địa phương bà con đối diện lỗ lã vì giá gà thấp, thì một nông dân ở Hậu Giang có bí quyết nuôi gà thành tỷ phú. Mời bà con cùng Kinh tế Nông nghiệp xem thông tin cụ thể sau đây. Thông tin vui đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ cùng với bà con trồng lúa. Một năm thì thắng lợi cả 3 vụ lúa, đông xuân, hè thu và thu đông đã phần nào làm dịu bớt nỗi buồn thất mùa mía của nông dân Hậu Giang mấy năm nay. Và hiện nay, bà con ở huyện Phụng Hiệp đã bắt đầu cắt lúa vụ 3 sớm, trúng mùa và được giá. Bà con cho biết là vụ này năng suất tăng 500kg một hecta so với cùng kỳ năm trước, đạt 6 tấn một hecta. Diện tích cắt đông ken những ngày qua là ở xã Tân Bình, Bình Thành. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà con trồng lúa. Bên cạnh niềm vui trúng mùa, người dân thu hoạch lúa hiện nay cũng phấn khởi vì lúa có giá. Với lúa OM18 thu hoạch bằng máy, thương lái mua hơn 6.000 đồng một ký, tăng 500 đồng đến 1.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Nếu nông dân lấy tiền đặt cọc trước thì chỉ bán với giá 5.500 đồng một ký. Vụ lúa này, huyện Phụng Hiệp xuống giống trên 8.000 hecta. Theo ghi nhận của ngành chuyên môn, do ảnh hưởng mưa bão, có 35 hecta lúa giai đoạn trổ chính bị đổ ngã, với tỷ lệ 15-30%. Tuy nhiên, giá lúa cao bù đắp vào, bà con vẫn có lời. Cũng ở huyện Phụng Hiệp, những hộ đã chuyển đổi đất mía sang cây trồng khác, thì có hộ trồng dưa leo. Đây là cây trồng ngắn ngày, chỉ hơn một tháng là thu hoạch được rồi. Trong khi nông dân không cần quá nhọc công với cái loại cây trồng này đó chị Như. Dân và Ngọc Như và Sơn Hiền mời bà con đến tham quan các vườn dưa leo giống lai F1 ở thị trấn Búng Tàu để xem năng suất mà bà con trồng có cao hay không. Nhưng mà quan trọng vẫn là đầu ra ở đâu. Theo bà con, dưa leo giống lai F1 từ khi trồng cho đến khi thu hoạch khoảng 40 ngày. Nếu chăm sóc tốt sẽ thu hoạch kéo dài khoảng 1 tháng. Đây là giống dưa dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, năng suất cả vụ từ 3 tấn cho đến 3 tấn rưỡi một công. Cao hơn giống truyền thống từ 20-30%. Một nông dân ở đây chia sẻ, đã chuyển 2 công đất mía sang trồng giống dưa này, mỗi ngày hái từ 200-250 kg trái. Thương lái vào tận nhà thu mua với giá 4.500 đồng một ký. Tuy có giảm 500 đồng một ký so với cách nay một tuần, nhưng sau khi trừ chi phí, nông dân vẫn lời 10 triệu đồng một công. Hiện nay, huyện có hơn 5.300 hecta trồng rau màu, rẫy dưa, trong đó dưa leo chiếm khoảng 100 hecta. Ở đồng bằng thì bà con trồng cây, nuôi cá, còn những nông dân sống ở xứ biển thì biển cả bao la cũng đầy ắp tôm cá sản vật. Mùa này thì con ruốc xuất hiện nhiều trên khu vực ven biển đã giúp cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu có thu nhập khá và ổn định. Trung bình mỗi tàu đánh bắt cho nguồn thu từ 5-6 triệu đồng một ngày, ngư dân rất là phấn khởi. Hiện nay ruốc xuất hiện nhiều theo dọc bờ biển Bạc Liêu, từ địa phận giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến cửa biển Gành Hào. Theo ngư dân, giá ruốc tươi từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký, ruốc khô từ 75.000 đến 80.000 đồng một ký, cho thu nhập từ 5-6 triệu đồng một ngày một tàu. Mùa khai thác kéo dài nhiều tháng trong năm, giá cả ổn định, luôn hút hàng, mang lại nguồn thu nhập khá cho ngư dân vùng biển tỉnh này. Hiện nhu cầu trong nước và xuất khẩu nên ruốc luôn được giá, các nước Trung Quốc, Nhật Bản thu mua với sản lượng lớn. Khách hàng trong nước cũng thích ăn ruốc tươi, chế biến rất là nhiều món ăn ngon. Và điều mà ngư dân phấn khởi hơn nữa là anh Sơn Hiền có biết điều gì không? Đó là hiện nay biển đã được cải thiện hơn và nguồn thủy sản có quanh năm, nhất là ruốc xuất hiện ngày một nhiều, ngư dân có thu nhập khá, đời sống kinh tế cũng ổn định hơn và nhiều cơ hội để cho ngư dân ở địa phương xây dựng thương hiệu đặc sản ruốc Bạc Liêu. Du khách có xu hướng là thích du lịch nông nghiệp trải nghiệm và thưởng thức cây trái độc lạ. Vì vậy mà nhiều nơi muốn thu hút khách thì cũng phải suy nghĩ và tìm kiếm cây giống mới. Ở tỉnh Bến Tre là nơi sản xuất cây giống mạnh nhất nhì ở đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cũng đã thu hút khách bằng cách là xây dựng khu vui chơi kết hợp trồng cây ăn trái giống mới, ứng dụng công nghệ hiện đại. Các điểm du lịch tại thành phố Bến Tre vẫn duy trì đón khách. Các điểm đến khá rộng, có khu trò chơi dân gian, vườn hoa, vườn cây ăn trái giống mới. Với mong muốn đem lại những trải nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao, nhiều nơi đã tìm tòi, thử nghiệm trồng nhiều giống cây mới lạ như ổi ruby, cây cherry Brazil, cà chua, ricotta,
dâu tây, lo chịu nhiệt, cà na thái. Hiện các loại cây này đã và đang cho trái. Đa số du khách rất thích thú khám phá những giống cây mới này và ăn thử chúng ngay tại vườn. Thưa bà con, Ban biên tập Kinh tế Nông nghiệp tổng hợp từ đầu tháng 9 cho đến nay, hàng ngàn nông hộ chuyên nuôi gà quy mô trang trại ở tỉnh Trà Vinh bị thua lỗ nặng do giá gà thịt giảm mạnh. Giá thấp là do thừa cung, người nuôi gà bị tác động của dịch Covid-19, sản lượng gà khó tiêu thụ. Theo người nuôi tính toán thì bình quân, cứ 1 kg gà thịt bán ra thì bị lỗ từ 3.000 đến 5.000 đồng. Hộ nào đầu tư đệm lót sinh học, ứng dụng công nghệ càng nhiều thì càng bị lỗ. Nông dân chia sẻ sự khó khăn này. Một nông hộ có trang trại nuôi gà ở ấp Trạch Bèo, xã Long Đức cho biết, cách đây 2 tháng xuất chuồng 2.000 con, gà nặng từ 1.3 kg đến 1.8 kg một con với giá 65.000 đồng một ký. Trừ hết chi phí thì lời hơn 40 triệu đồng. Thế nhưng từ đầu tháng 9, các thương lái thu mua gà thịt với giá chỉ còn khoảng 50.000 đồng một ký, thấp hơn giá thành sản xuất 5.000 đồng một ký, nên cầm chắc lỗ. Mấy năm nay, nông dân xã Long Đức chuyển đổi mô hình nuôi gà đệm lót sinh học quy mô lớn, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho hộ dân. Tuy nhiên do quy mô lớn, nhiều hộ không liên kết đầu ra bền vững, nên nghịch lý là giá gà thịt được thương lái thu mua thấp, nhưng gà ra chợ chênh lệch cao, mức chênh lệch từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Hiện nay, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh có hơn 100 hộ nuôi gà với số lượng từ 1.000 cho đến 2.000 con. Bà con nuôi chuyên về công nghiệp. Sở dĩ là tổng đàn tăng là do dịch tả heo châu Phi ảnh hưởng đàn. Bà con muốn tái đàn nhưng mà heo giống quá cao nên đã chuyển qua nuôi gà và vịt, dẫn đến thừa cung. Nhưng mà không phải ai cũng gặp tình cảnh như vậy. Hiện nay thì ở Hậu Giang cũng có hộ nuôi gà nhưng mà lại trở thành tỷ phú. Chúng tôi cũng khá là thắc mắc nông dân này có bí quyết gì. Mời bà con xem tiếp chương trình. Từ tháng 9 này, tin tức Mekong sẽ phục vụ khán giả nhiều nội dung hấp dẫn hơn nữa, nhưng vẫn đậm đà bản sắc miền Tây. Là những cảnh sắc, con người, nét sinh hoạt không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Giải mã mắt thần để góp lời lý giải hành vi tội phạm, giúp người dân đề cao cảnh giác. Và tôn vinh những tấm gương hiếu thảo, đẹp tinh khôi như đóa hoa cúc trắng, biểu tượng cho tình yêu thương của con cái dành cho đấng sinh thành. Tin tức Mekong nhưng không chỉ là tin tức. Chúng tôi mang đến những góc nhìn mới, vạch rõ ranh giới đúng sai, đen trắng, tìm kiếm và tôn vinh những nét đẹp cao cả ẩn trong sự bền dị đời thường. 18:30 hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Mời quý khán giả và bà con quan tâm theo dõi. Tỷ phú gà vườn ở Hậu Giang, đó là cái tên mà bà con ở rạch Ông Cốm thường nhắc đến anh Đặng Võ Nhật Trường ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Để có được danh xưng này thì bà con ở trong vùng chắc chắn là rất là ngưỡng mộ cái cách làm của anh. Nhiều người nể phục, anh Sơn Hiền có thấy vậy không? Dạ, tôi cũng thấy như vậy. Sự nể phục ở đây không từ tài năng vượt bậc mà là sự chịu khó, biết học hỏi, vươn lên làm giàu từ những công việc quen thuộc như là chăn nuôi heo, gà vịt. Mời bà con xem cách chăn nuôi của người nông dân này. Gia cảnh khó khăn, anh Trường từng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. 5 năm làm công cho một trang trại chăn nuôi heo ở đất khách, anh đã học hỏi thêm được khá nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi từ trang trại. Năm 2012, anh về nước, anh bắt tay xây chuồng, mở trại nuôi 5 con heo nái, 16 con heo thịt, 1.200 con gà giống Bến Tre. Để tăng đồng lời, anh tận dụng những loại rau dừa mọc xung quanh nhà như rau muống, rau lan, cắt vào xay nhuyễn, pha trộn với tấm cám, bã hèm nấu rượu, cơm thừa, làm thức ăn nuôi heo. Cách nuôi này đàn heo mau lớn, đàn gà tăng trưởng nhanh. 5 tháng sau, anh xuất chuồng bán gà, tháng thứ 6 tiếp theo xuất chuồng bán heo. Tính ra lứa đầu tiên, anh lời hơn 190 triệu đồng. Bước đầu khởi nghiệp khá là suôn sẻ, nhưng mà khó khăn ập đến. Có thời điểm thì đàn gà cả ngàn con bị cúm tiêu quỷ, rồi heo hơi liên tục mất giá, kéo theo dịch tả heo châu Phi, khiến cho anh thua lỗ gần 600 triệu đồng. Gia đình và bạn bè thì ai cũng sợ anh bị gục ngã. Thất bại làm mẹ thành công. Năm ngoái, nghị lực vượt khó đã giúp cho anh Trường quyết tâm làm giàu một lần nữa. Lần này thì cách làm của anh có khác hơn. Anh thấy nhu cầu thực phẩm sạch, ngon đang lên ngôi. Sau khi tham quan nhiều mô hình nuôi gà thả vườn, vịt nuôi trên sàn, ao mương nuôi cá, trước kinh nghiệm thất bại lần nuôi trước, anh không tái đàn nuôi heo thịt mà chỉ nuôi heo nái bán giống.
tận dụng chuồng heo cũ nuôi gà con, chủ yếu là giống gà Bến Tre và gà nồi trên đệm lót sinh học và tiêm phòng vaccine đầy đủ. Khi gà từ 2 tháng trở lên, thả gà ra vườn nuôi tự nhiên, thịt gà săn chắc, thơm ngon. Vì vậy, gà được nhiều mối lái trong và ngoài tỉnh đặt mua với giá cao. Việc kết hợp nhiều loài vật nuôi lấy ngắn nuôi dài khiến cho anh thành công hơn. Anh kê sàn cất trại nuôi vịt sim, dưới mương nuôi các sặc rằn để ăn phân vịt, làm sạch môi trường. Đây là cách làm khoa học. Một năm anh Trường xuất chuồng bán được hàng ngàn con gà, vịt, hàng trăm con heo giống, giá luôn ổn định và có lời. Vì thế dù nuôi với số lượng lớn nhưng mà gà thả vườn của anh nông dân này không đủ nguồn cung, nhiều mối lái, hàng quán trong và ngoài tỉnh đặt mua thường xuyên luôn, mang lại cho anh nguồn thu nhập cao, cuộc sống ổn định và khá giả hơn. Anh nói là mỗi năm anh thu không dưới 1 tỷ đồng từ chăn nuôi và làm vườn. Dạ, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái cách làm này của anh. Trong đó còn có ngầm cái sự ngưỡng mộ về ý chí biết tiến lên của người nông dân này nữa. Và anh đã biết tận dụng và phát huy những lợi thế sẵn có của mình, có vườn, có đất rồi bắt tay làm giàu và luôn hướng đến sự an toàn của người tiêu dùng. Và một vài cách làm hiệu quả được nông dân chia sẻ như vậy, hy vọng rằng là sẽ góp thêm những cái cách sản xuất mới giúp cho bà con khắc phục được những khó khăn hiện tại của mình. Chúc cho bà con làm ăn phát đạt. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai ạ.